Thưa quý vị, những năm qua, Công an thành phố Đà Nẵng luôn xem cải cách hành chính là khâu đột phá quan trọng, là mục tiêu, động lực giúp cho người dân, doanh nghiệp có nhiều cơ hội giải quyết các yêu cầu chính đáng, được nhanh chóng và thuận tiện hơn. Năm 2022, Công an thành phố Đà Nẵng được Bộ Công an đánh giá xuất sắc, xếp hạng đứng thứ 3 về chỉ số cải cách hành chính trong bảng các công an tỉnh thành phố trực thuộc trung ương. Tất cả sự nỗ lực không ngừng đó đã và đang hướng đến mục tiêu phục vụ nhân dân được tốt hơn. Mô hình công an cơ sở tăng ca phục vụ nhân dân là một giải pháp lớn được Công an thành phố triển khai từ năm 2021 đến nay để giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân ngay từ cơ sở. Bận rộn cả ngày, ông Trần Văn Thiều ở phường Xuân Hà, quận Thanh Khê mới tranh thủ đến để xin mã số định danh cho cháu nội chuẩn bị tiêm vaccine. Trái ngược với những suy nghĩ của ông vì hết giờ làm việc, ông Thiều vẫn được tiếp đón và giải quyết yêu cầu nhanh chóng. Có cái chỗ mà làm tăng ca thêm cái ngoài giờ á, thành nó tiện cho nhân dân. Thành tôi là trong giờ tính mình cứ làm hết giờ là mình đi lên mình làm việc của gia đình, mình làm việc với mình công an nó dễ, thủ tục không có. Cái đó cũng một cái tiến bộ mà người dân rất là quan ngay đầu giờ làm việc, nhưng số cán bộ chiến sĩ đến với bộ phận một cửa nội bộ của công an thành phố khá đông, khách quan, trung thực, chuyên nghiệp, khắc phục cơ chế xin cho trong giải quyết thủ tục hành chính nội bộ chính là ưu việt mà bộ phận một cửa nội bộ mang lại. Mô hình này của Công an thành phố đã được Bộ Công an, Ủy ban Nhân dân thành phố đánh giá cao và được Công an các tỉnh thành học tập kinh nghiệm để áp dụng. Ngày mà bộ phận một cửa này đã được thành lập thì tôi thấy nó rất là tiện ích và có hữu dụng. Một phần là thứ nhất là các đơn vị mà trực tiếp mà làm việc ở tại Công an thành phố thì chúng ta có sự bố trí sắp xếp theo thứ tự, lấy số. Đồng thời thì chúng ta có thể đăng ký trước để các cán bộ trực tiếp thủ lý hồ sơ chủ động trong công tác tiếp nhận và bàn giao hồ sơ. Thứ hai nữa là cái thời gian để tiếp nhận và xử lý hồ sơ là được khẳng định. Chính vì vậy là tạo điều kiện cho cán bộ chiến sĩ chúng ta chủ động. Theo chỉ đạo của Bộ Công an và Công an thành phố, Công an 56 xã phường đã tổ chức vận động hướng dẫn người dân làm thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 2 trên ứng dụng VNEID nhằm tích hợp thêm các thông tin, đồng bộ hóa hồ sơ, giấy tờ cá nhân có liên quan của công dân, tạo thuận lợi cho người dân trong thực hiện các thủ tục hành chính. Các tài khoản bảo hiểm mà xe máy xe cư tất cả đều nãng làm hay nó hết mình đi đâu vẫn là coi như là nó sẽ có cái định danh điện tử này, mình rất là tiện lợi cho mình. Giám đốc Công an thành phố cũng đã ban hành cái bộ chỉ số đánh giá xếp hạng công tác cải cách hành chính đối với những cái đơn vị có liên quan đến cái thủ tục giải quyết công tác hành giải quyết thủ tục hành chính đối với người dân và đơn vị. Nhờ nỗ lực cải cách hành chính, Công an thành phố Đà Nẵng đã rút ngắn thời gian giải quyết 36 trên 167 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 21,5%. Qua đó, tiết kiệm nhiều chi phí cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính. Bằng cách làm sáng tạo và đổi mới không ngừng, công tác cải cách thủ tục hành chính tại Công an thành phố Đà Nẵng đã và đang mang lại sự hài lòng cho người dân, góp phần xây dựng lực lượng công an chính quy hiện đại trong thời gian đến.